Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với quán nhà đất Thanh Ninh. Thì hiện tại em Hậu đang có mặt tại là ấp Suối Cao, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Thì ở đây á là có rất là nhiều cái sự lựa chọn cho quý anh chị ha. Đấy, từ cái vị trí mà bất động sản mà hôm nay em Hậu giới thiệu đến quý cô chú anh chị á, mình đi về khu nghiệp Phước Đông á là mất của quý anh chị 3 cây số. Chúng ta đi ra đường DT782. Đó, thì chỉ mất có 1,2 km thôi. Chúng ta về bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ mất của quý anh chị là 49 cây. Mà từ đây mình đi về thành phố Tây Ninh, chùa Tòa Thánh, chợ Long Hoa thì đâu đó nó khoảng là 35 cây số nha quý anh chị. Đó, thì hôm nay em Học có mặt ở đây để gửi đến quý cô chú anh chị hiện trạng là của 4 lô đất. Đó, thì nếu mà quý cô chú anh chị nào chúng ta mua lẻ cũng được, chúng ta mua hết 4 lô thì cũng sẽ có giá tốt cho quý cô chú anh chị. Nãy thì ở đây sẽ còn 4 lô giá đầu tư cho quý anh chị mình ha. Thì mỗi một lô á sẽ có diện tích ngang 5m, dài là 30m, 29m đó quý anh chị. Và thổ cư là 100% ha. Đấy, với giá trị của cái bất động sản này ở một cái khu vực ngay khu công nghiệp đó, full thổ cư, đất thì ngang 5, dài 29. Đấy, nằm trên cái con mặt tiền đường bê tông này. Đó, thì như quý anh chị thấy nè, đó, từ đây khu đó là nhà cửa rất là nhiều ha quý anh chị. Đầu đường ngoài kia là cái đường nhựa, ngoài á là cái đường để dẫn ra đường DT782 nha quý anh chị. Và lô đất của chúng ta á, là nằm bên đây nè quý anh chị. Nó sẽ được kéo dài là phía tới phía sau ha. Đây, ranh của chúng ta sẽ được là từ cái mí cái bê tông này ở đây. Thì ở đây em Hậu bắt đầu sẽ từ cái mí ranh này nha quý anh chị. Chúng ta điểm dài qua bển là 20m. Thì mỗi một lô của chúng ta là 5m. Đây, ở đây nè Hậu có cây trụ ngay chỗ này nè quý anh chị. Đó, cây trụ ngay này là 5m ha. Đấy, kéo dài lên sau là 29m nha quý anh chị. Đây có hệ thống cống nước luôn. Đó, mình kéo dài qua đây tiếp tục. Đấy, thì 20m và chiều dài là 19m đã chia làm 4 sổ. Thì quý cô chú anh chị nào yêu thích lô nào, chúng ta có thể công chứng ngay lô đó 29m nha quý anh chị. Đấy, thì đây em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị mình cái sổ đất của 4 cái nền đất này nha. Thì ở đây chúng ta sẽ có nè ngang 5m nè, dài 29 nè. Và thửa chúng ta sẽ có là thửa 3, 4, 2 nè, rồi 3, 4, 5, 3, 4, 3, 4 anh chị. Đó, là ấp Suối Cao, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 145m2. Và đất hiện trạng lúc trước á, là đất cây hàng năm khác. Và hiện tại á, là đã được lên thổ cư rồi nha quý anh chị. Đấy, thì quý cô chú anh chị nào yêu thích cái bất động sản này đó, thì em Hậu sẽ để cho quý anh chị với một cái mức giá ưu đãi đó là 750 triệu một nền. Thì với mức giá 750 triệu thì quý cô chú anh chị sẽ sở hữu được một nền đất ngang 5, dài 29, thổ cư 100%, mặt tiền là đường bê tông, ô tô đi tới đất. Và cách khu công nghiệp Phước Đông chỉ là 3,5 km, rất là gần đúng không ạ. Và từ đây chúng ta sẽ đi ra đường DT781, 782 chứ, thì chỉ mất của quý cô chú anh chị mình là 1,2 km. Mình đi về thành phố Hồ Chí Minh nó cũng tiện, mình đi lên, quý cô chú anh chị mình đi lên đây cũng rất là thuận tiện. Thì như ở bên đây nè quý cô chú anh chị đó, thì ở khu này nó sẽ là khu công nghiệp Phước Đông giai đoạn 3. Thì một tí xíu nữa em Hậu sẽ gửi đến quý cô chú anh chị mình cái kế hoạch sử dụng đất của cái khu vực này, của khu vực huyện Gò Dầu đến năm 2030 đó, để cho quý cô chú anh chị mình thấy được cái lượng dân cư, đường xá ở đây nó như thế nào và kế hoạch tổng thể của cái khu vực này như thế nào nha. Đấy, thì quý cô chú anh chị nào yêu mến cái bất động sản này thì hãy nha gọi cho kênh mua bán nhà đất Thanh Ninh theo số điện thoại là 0839 666 736 hoặc là 0961 555 455 để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị mình đi xem nhà và đất nha. Và đừng quên cho em Hậu một đăng ký kênh
để giúp cho kênh mua bán nhà đất Tây Ninh có thêm động lực gửi đến quý cô chú anh chị những cái bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh, cũng như là giúp cho quý cô chú anh chị không thể bỏ lỡ những cái cơ hội đầu tư đẹp có giá trị tại thị trường tỉnh Tây Ninh này nha. Đó, và đâu đó nhiều khi bạn bè anh chị đang có nhu cầu tìm đất ở Tây Ninh mà không biết ở đâu, thì cũng nhờ những cái chia sẻ của anh chị thì bạn bè anh chị cũng có thể tìm được những bản, hoặc là thể là bạn bè anh chị rủ anh chị hai người cùng nhau về Tây Ninh để mà đầu tư. Thì hiện tại thì cái mặt bằng chung nó của Tây Ninh mình vẫn còn thấp so với tất cả các tỉnh. Nói này, cái giá đất ở đây thì nó vẫn còn là ở vùng trũng, nên quý cô chú anh chị mình cũng có thể về đây có nhiều cơ hội đầu tư ha. Đấy, thì quý cô chú anh chị nào yêu thích, có nhu cầu ký gửi nè, tìm mua bất động sản tại tỉnh Tây Ninh thì có thể liên hệ đến kênh bất động sản Tây Ninh, mua bán nhà Tây Ninh. Liên hệ với em Hậu theo số điện thoại là 0839666736 ha, hoặc là 0961555455. Đó, thì em Hậu thì cũng như kênh mua bán nhà Tây Ninh thì chuyên mua bán, ký gửi, nhận quay video về bất động sản hoàn toàn miễn phí. Đó, thì số điện thoại em Hậu có ghim trên màn hình á. Thì quý cô chú anh chị nào thích thì mình có thể kết nối Zalo, chúng ta có thể trao đổi thêm thông tin nha. Và sau đây em Hậu sẽ đi một vòng từ đây đi ra đường nhựa phía ngoài để đi ra đường 7DT782 để cho quý cô chú anh chị mình tham khảo ha. Xin mời quý anh chị theo chân em Hậu. 30 nha quý anh chị. Đây vị trí của chúng ta đây là ấp số cao A nè. Khu vực này thì đã phủ hồng hết rồi quý anh chị. Này chúng ta sẽ có cái đầu đường ngoài đây là đường Đồng Gia 2 nè, cũng rất là lớn. Đấy, còn cái đường mà ngoài đây là DT782 nè, nối giữa Hồ Chí Minh và Tây Ninh nè quý anh chị. Thì những quý cô chú anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đi đến bến xe An Sương á và sẽ đi về hướng Trảng Bàng, sau đó về hướng khu nghiệp Phước Đông là sẽ đi trên cái con đường này. Và đây cũng là cái con đường dẫn vào bất động sản của chúng ta nè. Đấy, như quý anh chị thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái là khu dân cư ấp số cao nè. Đấy, và bên đây là cái khu này là khu công nghiệp Phước Đông nè quý anh chị. Đó, rất là rộng ha. Đấy, và kế bên đây chúng ta sẽ là thị xã Trảng Bàng nè quý anh chị. Xung quanh đây như quý anh chị thấy nè, đầy đủ tiện ích hết, trường học, nó khu công nghiệp sát bên, thuận tiện như quý anh chị. Thank you.